Diệu Nhi chính thức lên tiếng trước đồn đoán sinh con gái đầu lòng. Hôm 31 tháng 12 năm 2021, Diệu Nhi đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái chào tạm biệt năm cũ. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng bắt đầu đồn đoán cho rằng nữ diễn viên đang muốn ám chỉ năm 2021 đã sinh con gái đầu lòng. Tạm biệt 2021, cảm ơn bà đã đem đến cho tôi nhiều điều hú hồn. Năm mới nhiều sức khỏe nhé cả nhà. Trước những đồn đoán này, Diệu Nhi nhanh chóng lên tiếng cho biết, từ bà mà cô nhắc đến là năm 2021, chứ chẳng phải con gái đầu lòng như những gì mà dân mạng đang đồn đoán. Trước đó vào thời điểm vướng tin đồn đã sinh con đầu lòng, Diệu Nhi từng đăng tải bức ảnh có đoạn tin nhắn, gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ, khiến dân tình không khỏi nghi ngờ nữ diễn viên đang muốn ngầm thông báo đã sinh con. Hồi tháng 8 năm 2021, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin một nữ diễn viên hài hạng A sinh con đầu lòng ngay giữa mùa dịch. Với tin đồn này, nhiều netizen sau đó đã déo gọi tên Diệu Nhi. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn rầm rộ với bức ảnh được cho là Diệu Nhi và anh Tú dắt nhau đi khám thai. Diệu Nhi và anh Tú công khai hẹn hò hồi năm 2016, cả hai này sinh tình cảm sau nhiều lần diễn chung. Tuy nhiên vì muốn truyền thông cũng như công chúng chú ý nhiều hơn đến sự nghiệp của cả hai, thay vì các câu chuyện đời tư, nên anh Tú và Diệu Nhi đã từ chối trả lời về nhau trên các mặt báo cũng như chương trình.